NATO xác nhận lính Triều Tiên có mặt trên lãnh thổ Nga. Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 28 tháng 10 rằng việc triển khai binh lính Triều Tiên tới Nga đại diện cho sự leo thang đáng kể và khiến xung đột lan rộng một cách nguy hiểm. Trước đó hôm 24 tháng 10, tình báo Ukraine ghi nhận các đơn vị quân sự đầu tiên của Triều Tiên ở khu vực biên giới tỉnh Kursk của Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha cho biết Kiev đã cảnh báo về việc này suốt nhiều tuần nhưng các đồng minh không có phản ứng mạnh mẽ. Hiện tại Tổng thư ký NATO đã xác nhận. Vấn đề cốt lõi, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, dỡ bỏ các hạn chế với những đợt tấn công tầm xa của chúng tôi vào Nga ngay bây giờ, ông Sibiha viết trên X. Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yekmak nói chỉ áp dụng các lệnh trừng phạt là chưa đủ cho việc Bình Nhưỡng can thiệp vào xung đột Ukraine. Ông nhấn mạnh Kiev cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn sự can dự sâu rộng của Triều Tiên. Ban đầu, Điện Kremlin bác bỏ báo cáo Triều Tiên gửi quân đến Nga là tin giả. Song hôm 24 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận rõ ràng và nhấn mạnh thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là chuyện riêng của Moscow. Trong khi đó, trong một tuyên bố, Thứ trưởng Kim Jong-il cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên không trực tiếp tham gia vào các vấn đề do Bộ Quốc phòng xử lý và sẽ không bình luận thêm. Tuy nhiên, nếu Bình Nhưỡng hành động như các phương tiện truyền thông đưa tin, ông tin rằng điều đó vẫn phù hợp các chuẩn mực quốc tế. Giữa bão tin đồn quân Triều Tiên tới Nga, Bình Nhưỡng có thể được gì từ Moscow mà Hàn Quốc lo ngại? Theo Telegraph, khoảng 3.000 binh lính Triều Tiên được cho là đang huấn luyện tại Nga và hơn 10.000 người dự kiến sẽ được triển khai trong những tuần tới. Đoạn video không rõ nét quay bằng điện thoại di động cho thấy những người lính mặc trang phục màu xanh ô liu xếp hàng để lấy đồ trong một doanh trại quân đội. Tờ Telegraph, Anh, đưa tin, các đoạn video xuất hiện cách đây khoảng chục ngày được cho là thể hiện cảnh binh lính Triều Tiên đến một căn cứ ở Nga để huấn luyện trước khi họ có thể được triển khai để tham gia cuộc chiến của Nga với Ukraine. Khoảng 3.000 binh lính Triều Tiên được cho là đang huấn luyện tại Nga và hơn 10.000 người dự kiến sẽ được triển khai trong những tuần tới. Các quan chức Mỹ nhận định việc triển khai quân này là một vấn đề rất, rất nghiêm trọng và có thể liên quan đến những thứ Bình Nhưỡng có thể nhận lại từ Moscow. Trong khi các quan chức phương Tây cho biết vẫn chưa rõ liệu binh lính Triều Tiên có tham chiến hay không, Kyiv cáo buộc ít nhất đội quân đầu tiên đang trên đường đến Kursk để chiến đấu với Ukraine. Theo các chuyên gia, về khả năng, đợt triển khai quân này, nếu xác thực, không chỉ cung cấp cho Nga thêm hàng nghìn quân để tiến hành các cuộc tấn công tốn kém và khó khăn, mà sẽ là thành quả đáng kể đầu tiên của Hiệp ước Nga-Triều Tiên được Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Kim Jong-un được ký kết hồi tháng 6. Chuyên gia Victor Cha thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington nói. Việc gửi quân là biểu tượng lớn nhất của cam kết liên minh mà một quốc gia có thể thực hiện với quốc gia khác. Vì vậy, điều này thực sự cho thấy Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Telegraph đưa tin, phía Hàn Quốc lo ngại rằng, để đổi lại việc giúp đỡ Nga, Triều Tiên có thể nhận được nguồn lực về tài chính, thiết bị quân sự hoặc bí quyết mà sau đó họ sẽ sử dụng để chống lại Hàn Quốc. Seoul đã lên tiếng lo ngại sâu sắc về hiệp ước giữa hai nước và kêu gọi Moscow ngừng hợp tác bất hợp pháp với Bình Nhưỡng. Theo Telegraph, có thông tin cho rằng Hàn Quốc sẽ triển khai tình báo quân sự đến Ukraine để phân tích chiến thuật của Triều Tiên và thẩm vấn tù nhân. Hàn Quốc và Triều Tiên đến nay vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt xung đột từ những năm 1950 và hiện chỉ duy trì lệnh ngừng bắn trong căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên muốn nhận những gì từ Nga? Telegraph dẫn lời các nhà phân tích cho biết, đầu tiên là động lực tài chính. Bình Nhưỡng rất cần ngoại tệ và nước này từ lâu đã đưa người lao động đến Nga để kiếm tiền. Các nhà quan sát cũng cho biết ông Kim trong un kỳ vọng sự công nhận và địa vị quốc tế và việc triển khai quân đến nga có thể đưa ông tới các chương trình nghị sự quốc tế. Bình nhưỡng cũng có thể muốn trao cho quân đội của mình cơ hội học hỏi từ một cuộc xung đột thường được mô tả là phòng thí nghiệm cho chiến tranh thế kỷ 21. Theo Telegraph, mặc dù quân đội Triều Tiên có quy mô rất lớn với 1,2 triệu quân nhân, nhưng họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong thời gian gần đây và kho vũ khí đã lỗi thời. Việc triển khai quân đến Ukraine có thể giúp lực lượng Triều Tiên có được kinh nghiệm trực tiếp về máy bay không người lái, chiến tranh điện tử, tên lửa và chiến đấu với xe bọc thép trên chiến trường hiện đại. Kinh nghiệm đó có thể được truyền đạt lại cho quân đội nước này trong những cuộc xung đột tương lai. Tất cả những khả năng này sẽ khiến Seoul và khu vực rộng lớn hơn lo ngại, nhưng mối lo lớn hơn là Bình Nhưỡng có thể đạt được thỏa thuận về bí quyết quân sự tiên tiến hơn với Moscow có thông tin cho rằng ông Kim muốn Triều Tiên được trợ giúp trong chương trình vệ tinh của nước này cũng như hỗ trợ chế tạo tàu ngầm hạt nhân, Telegraph nêu. Giám đốc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, GUR, Kirill Budanov nói với tờ Economist, Anh, vào tuần trước rằng, sự giúp đỡ của Triều Tiên có thể được đổi lại bằng việc hỗ trợ đầu đạn hạt nhân năng suất thấp hoặc chiến thuật. Điều đáng lo ngại và là mối đe dọa đối với Mỹ và đồng minh ở toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ là Nga đồng ý hỗ trợ để giúp cho tên lửa của Triều Tiên vận hành hiệu quả hơn. Sau cuộc tấn công trả đũa của Israel và Iran hôm 26 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Iran ngày 27 tháng 10 tuyên bố nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tập kích của Israel. Phát biểu cho Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Kalibab khẳng định quốc gia Hồi giáo sẽ đáp trả quyết liệt hành động gây hấn mới nhất của Israel khiến bốn quân nhân Iran tử thương. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran không cho biết biện pháp đáp trả cụ thể của Tehran là gì. Theo truyền thông khu vực, Chủ tịch Quốc hội Baker Kalibab là quan chức cấp cao đầu tiên của Iran tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích của Israel vào hàng loạt cơ sở quân sự tại Iran dạng sáng ngày 26 tháng 10. Trước đó, trong nhiều tuyên bố và thông báo khác nhau, giới chức Iran đã mạnh mẽ lên án hành động tấn công của Israel, song không đề cập đến việc đáp trả. Nhiều quốc gia khu vực cũng đã lên án gay gắt các cuộc tấn công nhằm vào Iran, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực các nước cũng kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm và kiềm chế tối đa để bảo vệ an ninh và hòa bình khu vực. Lầu Năm Góc cho biết trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói rằng Iran không nên phạm sai lầm khi đáp trả các cuộc tấn công của Tel Aviv. Điều này sẽ đánh dấu kết thúc của cuộc so tranh này. Cũng theo Lầu Năm Góc, ông Austin và người đồng cấp Galan đã thảo luận về những cách thức có thể giảm căng thẳng ở Trung Đông bằng con đường ngoại giao. Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết, Bộ trưởng cũng thảo luận về các cơ hội hiện có để sử dụng ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực, bao gồm thỏa thuận thả con tin, lệnh ngừng bắn ở Gaza và một thỏa thuận ở Liban cho phép thường dân ở cả hai bên đường xanh được trở về nhà an toàn. Trước đó, dạng sáng 26 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố họ đã tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào ngày 1 tháng 10. Đài CBS News trích dẫn một nguồn tin cho biết, cuộc tấn công của Israel vào Iran đã chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự và không mở rộng đến các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Hãng thông tấn Fars của Iran tuyên bố Israel đã tấn công một số căn cứ quân sự ở phía Tây và Tây Nam Iran. Tổng Politico ngày 27 tháng 10 dẫn các nguồn tin phương Tây cho biết, cuộc tấn công của Israel vào Iran đã gây ra thiệt hại cho các cơ sở tại một căn cứ quân sự bí mật ở phía đông nam thủ đô Tehran và một căn cứ khác. Các thiệt hại trên được thể hiện qua các bức ảnh vệ tinh của Planet Labs. Theo đó, một số tòa nhà bị hư hỏng nằm trong căn cứ quân sự Pachin của Iran, nơi mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA nghi ngờ Iran từng tiến hành thử nghiệm các chất nổ có sức công phá lớn mà có thể kích hoạt vũ khí hạt nhân. Thiệt hại khác có thể nhìn thấy tại căn cứ quân sự Khoji gần đó qua ảnh vệ tinh, nơi các nhà phân tích cho rằng có hệ thống đường hầm ngầm và các địa điểm sản xuất tên lửa. Quân đội Iran không thừa nhận thiệt hại tại Khoji hoặc Pachin sau cuộc tấn công của Israel, dù họ cho biết vụ tấn công đã khiến bốn binh sĩ Iran làm việc trong hệ thống phòng không của nước này thiệt mạng. Các quan chức Iran đã xác định các khu vực bị ảnh hưởng là các tỉnh Ilam, Khuzestan và Tehran, trong ảnh vệ tinh của Planet Labs, có thể thấy các cánh đồng bị cháy xung quanh địa điểm sản xuất khí đốt tự nhiên Tangebija của Iran ở tỉnh Iham vào ngày 26 tháng 10, mặc dù không rõ điều này có liên quan đến cuộc tấn công hay không. Tỉnh Iham nằm bên biên giới Iran-Iraq ở phía tây Iran. Hình ảnh của Planet Labs cho thấy thiệt hại rõ ràng nhất là ở Pachin, cách trung tâm Tehran khoảng 40 km gần đập Mamalu. Tại đó, một tòa nhà dường như đã bị phá hủy hoàn toàn khi các tòa nhà khác bị hư hỏng trong cuộc tấn công. Tại Khoji, cách trung tâm Tehran khoảng 20 km, có thể nhìn thấy thiệt hại trên ít nhất hai tòa nhà trong các hình ảnh vệ tinh. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rằng các cuộc tấn công của Israel gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran và cuộc tấn công này đã đạt tất cả các mục tiêu. Hiện tại vẫn chưa rõ tổng cộng có bao nhiêu địa điểm bị tấn công trong cuộc trả đũa của Israel. Quân đội Iran chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào về thiệt hại cho đến nay ngoại trưởng iran abbas arachi tuyên bố nước này quyết tâm tự vệ sau khi máy bay chiến đấu và tên lửa của israel tấn công nhiều căn cứ quân sự và công nghiệp quốc phòng ở một số tỉnh của iran